Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Xe Thành.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay buổi tối em cũng vẫn rảnh, em quay cho anh chị xem cái máy anh E72 hàng nguyên zin full book bên em sale với giá là 990 nha anh chị. Một hộp duy nhất thôi. Đó. E72 nè. TY UK màu xám. Email là 296 đuôi. Một hộp duy nhất thôi. Thì tình trạng là nguyên zin full chức năng, chỉ có một chức năng duy nhất là chụp hình không có được nha anh chị, lỗi chức năng camera. Và chức năng đó thì cũng thời điểm hiện tại thì cũng ít có dùng lắm, và nếu mà dùng thì cũng chỉ cho vui thôi chứ không có xài gì đâu. Và một cái nữa là giờ chỗ này nó nứt nứt nè anh chị, kính nè anh chị nhìn thấy kỹ nè, mà mình mua về chủ yếu là nghe gọi sưu tầm sử dụng thôi thì không ảnh hưởng gì hết. Với một cái máy nguyên hộp như vậy mà chỉ có 990 thôi, thua cái giá em nhập nữa. Cái máy này em sale lỗ luôn chứ không lẽ để đó hoài thì cũng không có anh chị nào biết đến cái máy này mà mua hết. Thì nói chung là em nay em sale luôn, bàn phím nó sáng anh chị, màn hình zin. Anh chị nào thích hàng nguyên zin chuẩn full book nghe gọi pin trâu thì lấy cái này về dùng, nó chỉ hơn cái máy trần có 100.000 100 200 thôi mà có nguyên hộp luôn, đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng, pin đồ đầy đủ hết. Anh chị nào thích thì alo cho em, một cây nhất thôi, trùng email đầy đủ hết nha anh chị. 296 đuôi, 296 đuôi nè anh chị. Cây này nguyên bản nó chưa có tiếng Việt luôn, chỉnh chuông anh chị cũng vô đây nè, profile. Đó. Em chỉ có một hộp duy nhất thôi nha anh chị, không có hộp thứ hai đâu. Bây giờ thị trường những cái máy E72 mà nguyên zin full book như vậy không có giá dưới 2 triệu, em khẳng định với anh chị là như vậy. Anh chị nào đang thích mà E72 mà giá tốt thì liên hệ em, còn nếu không thì mua mấy cây máy full chức năng vỏ zin cũ có xước thì bên em vẫn có đầy đủ chức năng hết, camera đồ đầy đủ. Thì những cái máy đó thì em bán cũng chỉ vài trăm thôi cho anh chị mua về sưu tầm sử dụng luôn. Còn thích nguyên hộp thì lấy cái máy này chuẩn nguyên zin màu xám, màu này cũng hiếm nha anh chị. Bây giờ hiện tại bên em chỉ còn hàng trong hộp màu xám thôi, còn hàng máy trần thì chỉ còn màu đen, màu trắng, màu đen màu trắng với lại màu vàng anh chị. Chỉnh chuông anh chị vô đây, muốn chỉnh chuông khác thì chọn chuông khác thôi. Đó. Bữa nay em quay buổi tối hơi chối chối anh chị cũng thông cảm giùm em nha, có nhiều cái chuông anh chị thích chuông nào thì chọn chuông đó thôi. Rồi ok đó, anh chị nào mình thích mua về sử dụng tặng người thân gì đó alo em, một hộp duy nhất, quay lại cho đẹp cái này. Ok, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Xe Thành bên em ha. Chúc anh chị có ngày thật vui vẻ và hạnh phúc với người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.